Kính thưa quý vị, vớt được hai thi thể trong vụ nổ tàu trên biển. Đến 15 giờ chiều ngày 27 tháng 2, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một phần thi thể của hai trong bốn nạn nhân mất tích trong vụ nổ trên tàu xảy ra ở vùng biển Lạch Cờn, Nghệ An. Khoảng hơn 19 giờ ngày 26 tháng 2, tàu của anh Phạm Văn Hoài đang đánh bắt tại vùng biển Lạch Cờn thì có tiếng nổ lớn phát ra. Lúc đó, tàu của anh Nguyễn Văn Đào đang đánh bắt gần đó, nghe thấy tiếng kêu cứu, vội chạy lại thì phát hiện tàu anh Hoài gặp nạn. Trên tàu lúc đó có 9 ngư dân, số người mất tích là 4 người, 5 người còn lại được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Tĩnh Gia. Sau khi nhận được tin báo, có 6 tàu cá của người dân địa phương xã Hải Châu đã tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Cho đến chiều ngày hôm nay, ngày 27 tháng 2, thông tin từ nhóm cứu hộ cho biết đã tìm được một phần thi thể được xác định là của ông Phạm Văn Hồ, bố của anh Phạm Văn Hoài, và một phần tử thi có kèm theo trong ống quần được xác định của anh Phạm Văn Hoài. Ngoài ra, nhóm cứu hộ còn phát hiện thấy thêm nhiều phần thi thể khác, hiện chưa xác định là của nạn nhân nào. Do vụ nổ xảy ra trong đêm tối nên có nhiều khả năng cả 4 người mất tích đều đã thiệt mạng. Hiện nay, nhóm cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại là các anh Phạm Văn Nhớ, 24 tuổi và Nguyễn Văn Trọng, 39 tuổi.